Chào quý cô chú anh chị, hôm nay em sẽ review cho quý cô chú anh chị xem một căn nhà sổ Hồng Riêng giá cực kỳ rẻ nhất của khu tái định cư Đặng Huỳnh luôn nha quý cô chú anh chị. Thì căn nhà này là nó gồm tọa lạc tại khu tái định cư Đặng Huỳnh, khu phố Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc. Thì căn nhà này cũng gần view sông Cần Giuộc nha quý cô chú anh chị. Thì một căn nhà nó có bề ngang 5, dài 16, 80 mét vuông, sổ Hồng Riêng có hợp thức hóa sẵn cho mình luôn rồi. Thì căn nhà này gồm một trệt một lầu, gồm có 4 phòng ngủ nha quý cô chú anh chị. Đây là một căn bìa bên đây, thì nói chung căn nhà này xây dựng riêng biệt nha quý cô chú anh chị, nhưng mà xây một cái kiểu mẫu giống nhau thôi, thành ra chứ không phải là xây chung đâu. Thì một căn nhà được hợp thức hóa trên một cái khu dân cư Tân Phước, cũng là một khu tái định cư Đặng Huỳnh nha cô chú anh chị. Thì đây cái hướng của em, camera của em đang quay đây là cái hướng mình ra view sông Cần Giuộc nha quý cô chị. Một cái khí không khí rất là mát, nó gần view sông Cần Giuộc rất là mát nha quý cô chú anh chị nha. Thì khu vực này thì nhà cũng rất là đông hết luôn rồi. Cái đường trước nhà của mình cũng là đường 7,5 m, lề mỗi bên 3 m nha quý cô chú anh chị. Đây là một cái khu dân cư, một cái khu đã được quy hoạch tỷ lệ 1/500 hết rồi nha quý cô chú anh chị nha, một cái khu dân cư hiện hữu nha. Thì căn nhà này hiện tại là rẻ nhất của một cái khu tái định cư này luôn. Nếu quý cô chú anh chị nào mà có thiện chí thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi em để mình cùng tới mình xem căn nhà này nha. Thì đây là cái hướng mình đi ra cái công viên giao quốc lộ 50 quý cô chú anh chị. Thì từ căn nhà này mình ra tới quốc lộ 50 thì nó chỉ khoảng 1 km thôi nha. Đó thì khu vực này điện nước internet các cái đầy đủ cho mình luôn rồi, khu nhà cũng rất là đông cho mình luôn quý cô chú anh chị. Khu dân cư rất là yên tĩnh luôn. Thì ông anh ổng có mua một căn nhà này thì nói chung là ảnh không có sử dụng đó, thì hôm nay ảnh kẹt tiền ngân hàng, ảnh gửi em bán gấp với căn nhà này. Thì quý cô chú anh chị nào mà đang cần tìm một căn nhà tài chính lên quanh dưới 3 tỷ thì quý cô chú anh chị hãy nhắc máy alo nha. Vì một cái lô đất như thế này hôm nay của chú anh chị thì giá nó cũng tầm cũng phải 2 tỷ 3 rồi quý cô chú anh chị. Thì một xây một căn nhà như thế này hôm nay với cái mức giá 2 tỷ 750 triệu như thế này thì một cái mức giá rất là hợp lệ đó quý cô chú anh chị nha. Thì quý cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà này thì hãy nhấc máy alo em nha. Rồi quý cô chú anh chị sẽ cùng em vào tham quan chi tiết bên trong căn nhà nha. Thì nói chung căn nhà này là một căn nhà dạng nhà phố nha quý cô chú anh chị. Thì mình được xây full đủ đất cho mình luôn, thì mình 80 mét vuông đất mình xài đủ 80 mét vuông đất luôn quý cô chú anh chị. Rồi quý cô chú anh chị sẽ cùng theo chân em vào tham quan chi tiết bên trong căn nhà nha. Thì ở phía trước của chú anh chị ảnh có làm một cái lớp cửa bảo vệ, cửa sắt kéo, và bên trong của mình là một cái bộ cửa 4 cánh kiến cường lực và sắt sơn tĩnh điện cho mình luôn. Vì lý do căn nhà này không có sử dụng của chú anh chị là không có ai ở, thành ra mưa gió nó hơi sân nó hơi đóng rong rêu nha. Nói chung là căn nhà cũng còn mới nha cô chú anh chị. Nếu quý cô chú anh chị nào mà sử dụng mua được căn nhà này thì về chúng ta chỉ chỉnh lại sơ sơ màu sơn và dọn dẹp lại là mình vô mình ở thôi. Thì gạch nền của chú anh chị cũng còn rất là sáng sủa, một cái màu dạng như phân mây thì nhìn nó hơi giận giận nha quý cô chú anh chị nha. Tường thì cũng được ốp gạch lên cho mình khoảng 1m2 hết cho mình luôn rồi. Thì trần cũng có đóng lớp phong dược hợp cho mình đó. Thì cũng trang trí rất là nhiều của chú anh chị. Thì mình nói chung là một căn nhà này thì chỉ xây theo không có trang trí gì nhiều, nhưng mà nếu quý cô chú anh chị nào mà về thì mình có thể trang trí thêm và ốp VPC rồi mình trang trí thêm thì rất là ok nha quý cô chú anh chị nha. Vì một căn nhà anh không có ở, thành ra ảnh mua sau thì để vậy thôi. Thì như một căn nhà hiện tại đang rẻ nhất của một cái khu tái định cư nha quý cô chú anh chị. Thì một căn nhà như thế này rất thích hợp cho quý cô chú anh chị mình mua để sử dụng nha. Vì trong thời điểm này một căn nhà chỉ có 2 tỷ 750 thì rất là hợp lý đó quý cô chú anh chị. Rồi quý cô chú anh chị sẽ theo chân em tham quan chi tiết toàn bộ căn nhà này nha. Thì nói chung là ngay chỗ cái cầu thang thì có thiết kế cho mình một cái tam cấp và những cái lam. Thì phía sau này có một cái kho này quý cô chú anh chị. Bậc cầu thang thì cũng được thiết kế bậc cầu thang trắng đen cho mình. Thì ngay chỗ phía sau này có một cái kho, tay cầu thang thì cũng được sử dụng tay cầu thang gỗ kiến cường lực cho mình luôn. Thì rất là sáng sủa cho một căn nhà. Thì căn nhà này thì mình chỉ cần bố trí sơ lại là như một căn nhà hiện đại bây giờ nha quý cô chú anh chị nha. Thì đặc biệt căn nhà này có một cái phòng ngủ dưới đất này quý cô chú anh chị, một phòng ngủ dưới đất cũng khá rộng rãi cho mình luôn, vì căn nhà này bề ngang 5 m mà. Thì cửa thì cũng xài cửa nhôm, cũng một cái cửa nhôm rất là chắc chắn của chú anh chị. Thì trong hệ thống ống nóng lạnh hệ thống máy lạnh là cũng có bố trí sẵn cho mình, về chỉ lắp cái máy lạnh như mình sử dụng thôi. Thì toàn bộ căn nhà cũng ốp gạch lên khoảng 1m2, 1m5 hết cho mình. Thì rất là sạch sẽ nha quý cô chú anh chị, vì cái màu trắng mà mình không có sử dụng á, mình không chăm sóc thì nó hơi bị vàng nha. Rồi ở đây là khu vực bếp nè quý cô chú anh chị. Cho chỗ cái khu vực bếp á, thì cũng khá là rộng rãi cho mình luôn. Thì cũng có thể thích hợp để cho mình một bộ bàn ăn, 6 ghế, rồi
mình để đầy đủ rồi bếp đồ này kia. Thì cái góc ngay dưới kia đó quý cô chú anh chị, thì do mưa nó tràn, nó thấm, nó tràn những cái phiểu rác ngạt thôi cô chú anh chị, không một vấn đề nha. Cái đó mình xử lý dễ lắm cô chú anh chị, vì nhà đóng cửa mà, mấy hôm nay mưa quá lớn thành ra nó rác, nó ngạt phiểu nó tràn vô chứ không có vấn đề hết nha. Thì khu vực bếp này của chú anh chị cũng khá là rộng rãi cho mình luôn, mặt bếp cũng được xài đá hoa cương, là tủ bếp mình cũng được xài gỗ luôn quý cô chú anh chị. Thì bồn dĩa chén hai học cho mình, thì nói chung là căn nhà này anh chưa có ở nhà nào hết, thành ra nó hơi nhìn đơn giản nha quý cô chú anh chị. Thì mình về mình có thể mà bố trí thêm là tủ bếp, rồi mình độ thêm những cái đèn la phong nè, thì một căn nhà rất là tuyệt vời nha quý cô chú anh chị nha. Thì một căn nhà thí dụ như người ta đã trang trí rồi á, mình về mình trang trí theo cái ý mình á quý cô chú anh chị thì nó rất là khó. Nhưng mà một căn nhà mà chưa trang trí gì hết á, thì mình có thể về mình trang trí theo cái ý của mình rất là dễ nha quý cô chú anh chị nha. Vì một căn nhà này nói chung là một khu tái định cư Đặng Quỳnh, thì cái nền hôm nay nó cũng phải là từ, nếu có nền 80 mét vuông thì nó tầm 2.3, 2.4 rồi quý cô chú anh chị. Thì một căn nhà như thế này quý cô chú anh chị vô mình ở liền, mình khỏi phải xây dựng gì hết. Đây là khu vực sân sau này quý cô chú anh chị, khu vực sân sau thì cũng có một lớp hàng rào bảo vệ cho mình luôn rồi. Thì nói chung là căn nhà chỉ về mình dọn dẹp là mình ở thôi quý cô chú anh chị nha. Thì nó có một cái khu, cái sân sau như thế này gió rất là mát cho mình nha. Còn ngay đây, ra đây thì một có một cái toilet cũng khá rộng rãi luôn quý cô chú anh chị. Toilet thì cũng đầy đủ công năng cho mình sử dụng nha. Thì bồn cầu liền khói, rồi có cái khu vực phòng tắm này quý cô chú anh chị. Phòng tắm có một cái ngăn đặc biệt là có một cái phòng kiến riêng, thành ra nhìn một căn nhà rất là nhìn theo thiết kế cũng hơi cũng cao cấp nha quý cô chú anh chị. Vì lý do không có ở thành ra nó dơ, mình về mình dọn dẹp lại là mình sử dụng nha quý cô chú anh chị nha. Thì một căn nhà như thế này, nói chung là một căn nhà thế này cái giá chỉ có 2.750.000.000 trong một cái thời điểm này, vì lý do là anh kẹt tiền, chứ lúc trước mấy căn nhà này hiện tại là khoảng 3 tỷ mấy hết nha cô chú anh chị nha. Thì nếu quý cô chú anh chị nào có thiện chí về đầu tư hay là mua để sửa lại là mình bán, là mình mua để sử dụng, thì cái giá này rất là hợp lệ nha quý cô chú anh chị nha. Cái giá 2.750.000.000 như thế này còn bớt chút lọc cho quý cô chú anh chị nha. Nếu quý cô chú anh chị nào có thiện chí đến xem căn nhà, mình gặp chính chủ mình đồng bán và thương lượng nha. Rồi quý cô chú anh chị kéo cùng theo chân em đi lên trên lầu, rồi mình tham quan chi tiết về khu vực lầu 1 coi nó có gì nha. Trên khu 1 em bật mí khu vực lầu 1 luôn, thì nó gồm có hai phòng ngủ phía sau và một phòng phía trước, là có một cái toilet phía trên. Rồi quý cô chú anh chị cùng theo chân em nha. Thì bậc cầu thang của chú anh chị đi cũng rất là nhẹ nhàng, cũng cân đối vừa phải cho mình đi. Thì trên khu vực này thì cũng dán gạch hết cho mình luôn nè quý cô chú anh chị, thì không bị dơ nha. Đó, một căn nhà như thế này. Thì nói chung là hôm nay là em quay review cái căn nhà này, là căn nhà rẻ nhất của khu tái định cư nha quý cô chú anh chị. Mình bước lên trên đây là phía tay phải của mình, thì sẽ có một cái phòng ngủ phía trên. Thì nếu chúng ta sử dụng phòng ngủ cũng được, hay là chúng ta có thể làm một cái phòng master và một cái phòng thờ gia tiên cũng vẫn được. Nếu gia đình mình đông thì mình sử dụng cái phòng này làm phòng ngủ master, thì rất là rộng rãi nha quý cô chú anh chị nha. Một căn nhà như thế này rất thích hợp cho quý cô chú anh chị mình này, mua để sử dụng nha. Thì em sẽ đi ra phân công phía trước này quý cô chú anh chị. Thì căn nhà này thì khu vực này cũng rất đông cho mình luôn. Thì ở nè, cái đường trước nhà của mình nó rộng nè quý cô chú anh chị. Đó, nó rất là rộng rãi. Một cái ban công này cũng rất là rộng luôn nè quý cô chú anh chị nha. Rồi quý cô chú anh chị sẽ theo chân em xuống hai phòng ngủ phía sau. Thì tới phía trên này của chú anh chị, phòng ngủ mình đều xài cửa gỗ hết nha quý cô chú anh chị nha. Mình xài cửa gỗ hết phía trên cho mình luôn nè. Đó, cái hành lang của cái này rất là rộng rãi nè quý cô chú anh chị, mình chúng ta có thể để tủ quần áo rồi cũng được nè. Thì đây là cái phòng ngủ thứ hai ở trên lầu của mình. Thì cái đèn nó bị gì rồi, em không có mở được cái đèn, quý cô chú anh chị thông cảm nha. Cũng khá rộng rãi nha quý cô chú anh chị, phòng ngủ cũng khá rộng rãi luôn. Thì ở trên ngay cái khu vực này thì nó có hai phòng ngủ nè quý cô chú anh chị, hai phòng ngủ cũng rộng lắm quý cô chú anh chị. Đó, phòng ngủ cũng rộng rãi nha. Đó, phòng ngủ cũng khá rộng rãi quý cô chú anh chị, cũng có hệ thống nước nóng, hệ thống ống lạnh rồi sẵn hết cho mình luôn rồi. Thì mình về chỉ lắp máy lạnh vô mình sử dụng thôi. Nói chung là một căn nhà này thì mình về mình chỉ cần bố trí sơ lại là mình sử dụng của chú anh chị, thì dọn dẹp sơ lại là mình sử dụng thôi. Còn ở đây là nó cũng có cái cửa sổ phía sau nè quý của chú anh chị. Đó, cửa sổ phía sau. Thì đây là khu vực toilet ở trên lầu của mình nè quý cô chú anh chị. Đó, thì nói chung là cũng đầy đủ công năng cho mình sử dụng nha.
nói chung là cũng có hai toilet cũng đầy đủ công năng cho mình sử dụng luôn quý cô chú anh chị. Đó, một căn nhà này cũng khá là rộng rãi nha, tuy rằng có 80 m², nhưng mà được thiết kế sử dụng full đất cho mình, thành ra một căn nhà rất là rộng rãi nha. Rồi, một lần nữa cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã nãy giờ cũng cùng theo chân em tham quan chi tiết về căn nhà này. Thì cái căn nhà này thì nó có một căn nhà rẻ nhất của khu tái định cư Đằng Huỳnh nha quý cô chú anh chị. Rồi, quý cô chú anh chị sẽ cùng theo em xuống phòng khách và em sẽ báo chi tiết lại về căn nhà này cho quý cô chú anh chị mình được tham khảo nha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ cùng theo chân em tham quan chi tiết về căn nhà này. Thì em xin báo rõ lại cho quý cô chú anh chị là cái chi tiết về căn nhà này cho quý cô chú anh chị mình được tham khảo nha. Thì căn nhà nó có diện tích là bề ngang 5 dài 16 80 m², gồm một trệt một lầu, gồm có 4 phòng ngủ và đặc biệt có phòng ngủ dưới đất cho người lớn tuổi cho mình luôn, và có sân trước sân sau rất là rộng rãi cho mình. Thì một căn nhà được thiết kế thêm một trệt một lầu quý cô chú anh chị. Thì căn nhà này là sổ hồng riêng, tọa lạc tại khu tái định cư Đặng Huỳnh, khu phố Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc. Thì nó gần view sông Cần Giuộc đó quý cô chú anh chị. Thì đặc biệt căn nhà này thì cũng có hợp thức hóa hoàn công sẵn cho mình luôn rồi, thì mua bán công chứng trong ngày nha quý cô chú anh chị, đã có hoàn công nhà gắn liền với đất cho mình rồi. Thì hôm nay cũng cuối năm rồi, thì ông anh ổng gửi lại một cái giá rất là ưu đãi cho một cái căn nhà này quý cô chú chị. Thì căn nhà này rẻ nhất ở khu tái định cư Đặng Huỳnh này, thì cái giá nó chỉ có là 2.750.000.000 cho quý cô chú anh chị mình nha. Thì một căn nhà cực kỳ rẻ luôn quý cô chú anh chị. Nếu quý cô chú anh chị nào có thiện chí đang tìm một căn nhà thì hãy alo em số điện thoại của em nha, đường link phía dưới nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn quý cô chú anh chị đã cùng tham quan theo em và tham quan chi tiết về căn nhà này. Thì quý cô chú anh chị có thiện chí thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho em và cùng mình đến mình xem căn nhà này nha. Nếu cô chú anh chị nào có thiện chí về căn nhà này thì ông anh còn bớt chút lòng cho quý cô chú anh chị mình để sở hữu được căn nhà này nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của em và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị những cái video tiếp theo.